Chào các bạn, mình là Diệu, hiện tại mình đang công tác tại phòng kinh doanh của hệ thống khách sạn Lớn Hà Nội. Thật ra đó cũng là có như một cái duyên với nghề, tại vì trước đây mình không học chuyên ngành về khách sạn, nhưng mà lúc ra trường thì cũng được sự giới thiệu của một người anh trai thì mình bắt đầu vào làm nghề khách sạn. Tại vì mình không học chuyên ngành về khách sạn, lúc ra trường thì mình đã gặp những cái khó khăn ban đầu, đó là cái về chuyên môn lĩnh vực, các cái kiến thức dành cho nghề khách sạn. Thứ hai đó là vốn ngoại ngữ của mình không không đầu tư nhiều, tại vì mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm khách sạn. Còn thứ ba là mình làm sale cho nên cũng cần các cái mối quan hệ để mình có khách hàng, nhưng mà lúc đầu ra trường mình cũng chưa chưa có gì trong tay cả. Thì nó làm nghề khách sạn thì mình cũng được tiếp xúc rất là nhiều người, rất nhiều khách hàng, và cái kỷ niệm thì mình cũng có rất là nhiều. Thì có một cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất, đó là hồi có hai bác nghỉ lưu trú tại khách sạn, thì các bác ấy cũng người có tuổi rồi, thì mình cũng hỏi han giúp đỡ các bác ấy. Thì mình cũng không ngờ là đến lúc các bác ấy trả phòng, các bác ấy đã tặng riêng cho mình một bài thơ, cũng như là nói các cái về tình cảm mà bác ấy dành cho mình và toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên trong khách sạn. Thì nói về cơ hội thì hiện tại vì dịch vụ khách sạn là một ngành dịch vụ, thì hiện tại nó cũng đang rất là phát triển vì Việt Nam cũng đang là hội nhập với thế giới, cho nên các cái tập đoàn khách sạn lớn đã đầu tư vào Việt Nam với các hệ thống khách sạn, chuỗi khách sạn lớn như là Accor, như là Mekio. Ngoài ra thì các cái tập đoàn trong nước cũng đang đầu tư rất là mạnh về chuỗi hệ thống khách sạn, nhà hàng cũng như các khu nghỉ dưỡng như là FLC, Mường Thanh, Sun Group. Đấy, thì cơ hội của các bạn thì rất là nhiều, thì mình cũng hy vọng là các bạn sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn cho cái sự nghiệp của mình. Để lọt vào mắt các nhà tuyển dụng thì thứ nhất về khách sạn nó cũng yêu cầu về cái hình thức bên ngoài, nó luôn là tiếp xúc với các khách hàng, là những nghề dịch vụ phục vụ khách hàng, nhưng các bạn cũng phải có một cái về hình thức bên ngoài luôn lịch sự, luôn tươi cười chào đón khách hàng. Thứ hai đó là về kỹ năng ngoại ngữ. Thứ ba đó là chuyên môn công việc của các bạn, chuyên ngành của các bạn học thì nó cũng đóng góp nhiều vào cái công việc của các bạn. Thứ tư đó là các cái kế hoạch do bản thân sắp tới có những đóng góp gì, bạn có thể đóng góp gì cho cho công ty, cho khách sạn. Thì để mà các bạn muốn thuận lợi trong công việc khi ra trường và đã xác định đi làm khách sạn, thì mình cũng có một chút chia sẻ, nó một chút các kinh nghiệm mà các bạn, để cho các bạn sau này nó cũng thuận lợi hơn trong công việc. Đó là thứ nhất là vốn ngoại ngữ, vì khách sạn là một tiếp xúc với nhiều khách sạn, là nhiều khách hàng cũng như khách trong nước cũng như khách quốc tế. Thứ hai đó là kỹ năng giải quyết vấn đề. Các khách sạn nghề khách sạn luôn tiếp nhận được các cái phàn nàn, các cái phản hồi của khách hàng về dịch vụ, trong đó có những cái khen và những cái chê, thì mình cũng phải biết giải quyết vấn đề. Thứ ba đó là phải có về chuyên môn. Chuyên môn thì các bạn cũng có thể là đi học, sẽ được đào tạo về mức cơ bản, sau khi ra trường thì các bạn cũng cần học hỏi nhiều để mình có thể nâng cao cái chuyên môn, cái tay nghề của mình. Về việc du học, mình đánh giá nó là một cơ hội rất là tốt, tại vì nước ngoài thì hệ thống các dịch vụ của họ là rất phát triển, có nhiều cái mà mình ở Việt Nam mình đang cần phải học hỏi họ, cho nên để mà có cơ hội đi nước ngoài về khách sạn thì đó là một cơ hội rất là tốt để các bạn học hỏi, trải nghiệm và sau này về đóng góp cho đất nước Việt Nam.